xin chào tất cả mọi người đã bước kênh cho anh của mình, và hôm nay chúng ta sẽ cùng các bạn hàng một số tạo mặc váy như này nhé. Và mọi người cùng mình nói xem mình sẽ tạo bức tranh như thế nào. Tôi bức tranh đó là một con vịt có bông hoa như này, và cả nhà tụi mình đón xem mình sẽ tạo bức tranh như thế nào. Tôi xong bức tranh con vịt như này, cảm ơn cả nhà đã xem video tôi xem.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tôi trên tiếp theo. Và bây giờ mình đã xong bức tranh này rồi, cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.